hôm nay mình sẽ nghiên cứu ra rất là nhiều húc ghi và kết hợp chúng mang đi chiến đấu với người chơi khác. Các bạn ơi, không biết mình có thể giành chiến thắng không thì các bạn cùng đón chờ xem hết video nha. Và đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Đây đây các bạn ơi, phòng nghiên cứu của mình đây này. Thấy chưa? Bây giờ thì mình sẽ ra đây lấy những hộp ADN để mà nghiên cứu này. Thấy chưa? Đầu tiên là người bình thường biến thành hung ghi húc ghi này các bạn ơi. Đây nha. Đây, các bạn có nhìn thấy không? Người bình thường đúng không? Bây giờ nhỉ. Anh hung ghi húc ghi kêu kinh không? Đây nè. Thấy chưa? Hung ghi húc ghi của mình. Đây, mình nghiên cứu ra được tận 14 con, 15, 16, 17 con hung ghi húc ghi rồi các bạn ơi. Rồi kết hợp vào và chiến đấu. Xem nào. Bên kia chỉ có một người, làm sao mà victory được bên mình, thấy chưa? Trận đầu tiên victory rồi các bạn ơi. Rồi bên kia kìa, có 3 người luôn. Ok, nào kết hợp vào. Đấy, bên mình cũng 3 người luôn. Let's go. Xem nào. Chiến đấu đi, đúng rồi. Rồi, yeah. Cố lên. Dành cho mình. Vỗ tay. Thôi hỏng rồi các bạn ơi. Trận vừa rồi thì mình đã bị đội hình bên kia tiêu diệt 2 con húc ghi rồi. Bây giờ chỉ còn 1 con nữa thôi các bạn ơi. Thế mình phải nghiên cứu và kết hợp vào. Lên xem. Wow. Thôi hỏng rồi các bạn ơi. Mình còn 4, 3, 2, 1. Hết rồi các bạn ơi. Rồi. Mình sẽ kết hợp vào. Lên. Wow. Nhìn húc ghi của mình kìa. Đỏ lòm luôn. Xịt xò luôn. Rồi. Chiến đấu đi. Xem nào. Bên này. Wow. Xem mình còn bao nhiêu con sống sót các bạn ơi. Ha. Ui. Các bạn ơi, mình chỉ có 1 con sống sót thôi. Thôi được rồi. Thôi, 1 con đỏ lòm thế này làm sao chiến đấu được nhiều như bên kia. Bây giờ thì mình sẽ quay ra và nghiên cứu tiếp các bạn ơi. Đây. Ok, khi nào mình nghiên cứu được nhiều thì mình lại cho đi chiến đấu các bạn ạ. Đấy, rồi, người bình thường vào đây thì sẽ biến thành húc ghi các bạn ơi. Rồi, mở thêm ô. Rồi. Thiếu tiền các bạn ơi. Thiếu tận 28 tiền nữa mới mở được. Rồi, bên này. Em, bên này rất là nhiều tiền luôn. Đây. Rồi, nào, lấy hộp ADN và nghiên cứu tiếp. Rồi, nghiên cứu đi. Rồi, mình sẽ cố gắng mở thêm cái ô này ra nữa. Mở ra. Thiếu tận 18 tiền nữa các bạn ơi. Không được. Rồi, ui, lại có 2 người khác vào rồi. Rồi, nào. Ôi trời ơi, 9 tiền rồi các bạn ơi, 9 tiền rồi. Rồi, lại nghiên cứu rất là nhiều húc ghi. Khi mà mình sản xuất ra thì nó sẽ chui vào kia. Rồi, em nào, bên này. Đấy, đủ 18 tiền rồi các bạn ơi, mở ra xem là cái gì đây. Wow, 1 húc ghi, 2 đầu luôn. Ngon chưa, nào. Ngon lành và cánh đào luôn. Đấy, bên này 75 tiền các bạn ạ. Tốn rất là nhiều tiền để mở ra. Teng. Bên này. Đấy. Rồi. À, đây. Lấy hộp ADN này ra các bạn ơi. Đây. Lấy hộp ADN. Hung Ryu Ki 2 đầu để mà đi nghiên cứu. Sao mày lại nghiên cứu? Đấy. Rồi. Ồ, các bạn ơi, đúng hiểu rồi. Bên này là ô màu đen. Đấy thì mình màu tím thì mình sẽ lấy hộp ADN màu tím, còn bên kia màu xanh thì mình sẽ nghiên cứu màu xanh ra. Thấy chưa? Rồi. Nào. Vào đi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ chui vào đây và chiến đấu tiếp các bạn ơi. Đấy. Wow, được X3 cùng ghi huy 2 đầu này. Thấy chưa? Lên. Rồi, teng. Tiếp tục nào. Rồi, lên. Đấy. Wow, 1 húc ghi quá xịn luôn các bạn ơi. Let's go xem nào. Bây giờ mình có thể giành chiến thắng không các bạn ơi? Có. Ui, còn 1 húc ghi xịn xò của mình. Hả? Cái gì vậy các bạn ơi? Húc ghi xịn của mình thế mà vẫn bị thua các bạn ạ. Không được, hỏng. Lại nha. Rồi, phải nghiên cứu thật là nhiều các bạn ơi. Rồi, trời. Nào, ra đây, đúng rồi. Nghiên cứu đi. Nào, bên này. And đây. Phải lấy hộp ADN mới đi được các bạn ơi. Tiếp nào. Rồi. And rồi,
A few moments later. Rồi, chiến đấu tiếp các bạn ơi. Rồi rồi, mình đã nghiên cứu ra được tận 6 con này luôn. Đây, kết hợp vào. Rồi rồi, lên nào anh em ơi. Rồi, xịt sò đi, lên. Đấy, thấy chưa? Wow, wow, ghê ông, ghê ông. Rồi, rồi, lần này chẳng nghe này không chiến thắng được ư các bạn ơi. Nào, nào. Đấy, rồi, lên đi. Rồi, 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 đông chưa? Quá đông luôn đúng không anh em ơi? Rồi, lên. Một hung khí, hồng luôn. Let's go, xe nào. Chiến đấu. Bang. Rồi, cố lên. Nào, ui, bên kia. Thôi, vẫn không giành chiến thắng được các bạn ơi. Thế là sao? Rồi, tiếp nào các bạn ơi. Đội hình lúc nãy như thế mà vẫn không giành chiến thắng được các bạn ạ. Ghê đấy. Rồi, bây giờ mình lại tiếp tục nghiên cứu các bạn ơi. Rồi. Các bạn ơi, nhìn ở trên kia kìa, mới được x1 con hung khí màu tím mà thôi. Buồn thật các bạn ơi. Rồi, bên này. Nào, đi xuống đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy ống ADN màu xanh để mà nghiên cứu ra hung khí hai đầu. Trời ơi, nào, đi vào đây. Rồi, đến đây. Đấy, thu thập đi. Thu thập rất là nhiều tiền các bạn ơi. Đây, tiền này, năng quăng hết ở chỗ này này. Rất là nhiều luôn. Ok. Nào, ta lấy ống ADN màu tím. 12 seconds later. Các bạn ơi, nhìn này, ở trên này nè, có hung khí hai đầu đang vẫy tay chào nhau. Đấy, thấy chưa? Ủa sao bên này, wow, hung khí màu tím cũng đang vẫy tay chào anh. Ghê đấy, rồi đi sang cho này xem. Cái gì đây? Cái gì các bạn ơi, lâng cấp này, đấy. Rồi, cái gì ạ? Chạy nhanh hơn nè các bạn ơi. Đúng rồi, nâng cấp cái đấy để mà chạy nhanh hơn các bạn ạ. Rồi, và hút tiền nhiều hơn, đúng khả năng thế các bạn ơi. Rồi. Bên này màu xanh. Đây, màu xanh. Và lại tiếp, nâng cấp xem, cái gì? Không, hết tiền rồi các bạn ơi, không lâng được nữa. Rồi, mình sẽ đi thu thập tiền nào. Đấy, tiền ơi, đi vào đây, nào tiền. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho đi chiến đấu các bạn ơi. Nào, ra nào anh em ơi, ra đi. Ui, đông chưa. Quá đông luôn, kín sàn luôn các bạn ơi. Kín sàn luôn nè, ghê đấy. Đấy, thấy chưa, đông xanh lét luôn nè. Một đội hình màu xanh, lét luôn. Rồi, let's go, xem nào, các bạn ơi. Bạn đi, cố lên, anh em ơi, cố lên, cố lên nào. Đừng mà. Rồi, cuối cùng thì mình cũng đã victory các bạn ơi. Sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, nghiên cứu, phát triển và đã victory. Ok các bạn, vừa rồi thì mình đã nghiên cứu ra hung khí màu tím một đầu hay hung khí màu xanh hai đầu đứng vẫy tay thế này. Và video của mình đến đây là dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.